Chào các em, các em có thích fast food hay không? Ok, nếu có thì mình sẽ cùng thông qua cái bài học này how to draw a pie chart để mình phân tích một cái pie chart về fast food ha. Như các em nhìn vào trên đây nè, cái bài học là Fast Food Preferences of Teenagers in the USA, là sở thức ăn nhanh của các bạn tuổi teen ở nước Mỹ. Thì trong bài học này, thầy sẽ giới thiệu với các em về 3 phần các cách để các em từ từ viết được một cái pie chart và một cái biểu đồ tròn. Ok, là basic skill, mình có ba cái phần kỹ năng cơ bản. Ok, basic skill to write a pie chart. Đầu tiên là mình phải analyze a pie chart, mình mới phân tích coi trong cái biểu đồ hình tròn đó có những yếu tố nào. Thứ hai, learn structure and words from the sample, sẽ có một cái bài viết mẫu thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau learn structure and words, học những cấu trúc câu và những từ vựng người ta sử dụng trong bài đó. And then we practice paraphrasing the structure. Chúng ta sẽ luyện tập paraphrase các structure của người ta. Đây là những cái bước cơ bản đầu tiên. Mình nắm những bước cơ bản trước rồi sau đó mình sẽ làm hay hơn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái bước đầu tiên, đó chính là analyze a pie chart, phân tích cái biểu đồ tròn. Thì các em nhìn vào đây nha. Đây cái biểu đồ tròn, nhìn vào thì các em sẽ đọc cái phần tiêu đề này: Fast food preferences of teenager in the USA. Có nghĩa là sở thích về thức ăn nhanh của các bạn tuổi teen ở nước Mỹ. Thì các em nhìn vào đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are six types of fast food. The first one, hamburgers. Ok, hamburger là cái vật này, 33%. Thứ hai là pizza. Pizza là cái vật phần này, 26%. French fries là khoai tây chiên, ngay chỗ này là 22%. Cái phần ngay chỗ này là fried chicken, gà rán là 9%. Cái phần tacos 7% và cuối cùng là sushi là 3%. Thì đương nhiên khi các em phân tích cái bài cái pie chart thì các em phải tự nhóm các phần thông tin. Các em sẽ nhìn vào trong cái biểu đồ, các em sẽ chọn ở trước là đâu là ba 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 cái phần loại thức ăn nhanh mà phổ biến nhất, thì chắc chắn đó chính là, các em nhìn vào đây thì đó, các em sẽ thấy đó chính là hamburger, rồi tới pizza và sau đó tới French fries. Ba phần này là rất được ưa chuộng bởi các bạn tuổi teen ở nước Mỹ. Còn cái phần mà ít được ưa chuộng là cái phần tacos và phần sushi, bởi vì taco chỉ có 7% và sushi chỉ có 3%. Và cái phần ít được ưa chuộng nhất đó chính là sushi, sushi chỉ 3%. Thì đó, trong đầu các em khi nhìn vào một cái video tròn là mình tự hình dung trong đầu xem phần nào chiếm đa số nhất và phần nào chiếm thiểu số nhất, thì cái đó là cái bước đầu tiên mình làm. Thì các em hãy coi cái câu hỏi từ mục A cho tới mục F ở chỗ này nè, là đều gợi ý các em để các em phân tích cái bản đồ, cái biểu đồ pie chart từ từ á. Nhưng cho tới khi thực sự mà nếu như các em làm bài test và writing test one thì người ta chỉ cho cái pie chart và trong đầu các em phải tự xuất hiện ra những câu hỏi này. Các em sẽ có những câu hỏi để gợi ý các em đi từ từ, đúng không? Rồi, giờ các em có thể dành 30 giây để đọc các câu hỏi từ mục A tới mục F. Thì những câu hỏi này giống như là phần mà thầy khái quát với các em. Ok, what is the most popular fast food? Ok, ba loại, cái loại thức ăn phổ biến nhất là gì? Ok, what are the three most popular fast food? Thì ngoài cái hàng phổ biến nhất thì hai thằng tiếp theo nữa là hàng nào? Và đây nè, what is the least popular fast food? Cái loại mà ít được ưa chuộng nhất là loại nào? Giờ mình sẽ bắt đầu phân tích từng loại ha. Nhưng trước khi phân tích từng loại, như các em làm tập làm văn thì các em phải viết cái phần introduction. Thì trong cái task one writing này của cái pie chart này thì mình cũng phải viết một cái câu introduction, hay chỉ một câu thôi chứ không cần một đoạn nha, mình chỉ viết một câu thôi. Viết gì? Cái đề của mình là fast food preferences of teenager in the USA. Preferences là sở thích, fast food là thức ăn nhanh, teenager là các bạn tuổi teen và USA là ở nước Mỹ. Thì mình sẽ ghi câu này như này: This picture shows the fast food that teenager prefer in the USA. Đây là cái, mình có từ prefer là thích nè, là động từ của cái danh từ preferences. Cái biểu đồ tròn này chỉ ra các loại thức ăn nhanh mà các bạn tuổi teen rất thích ở nước Mỹ. Xong, đó là câu introduction. Mình sẽ nhận xét về key point. Key point thì các em nhìn vào cái điểm nổi bật nhất là hamburgers, pizza và french fries chiếm tỷ lệ phần trăm rất cao, đúng không? Thì mình sẽ ghi là in general, teenagers prefer hamburgers, pizza and french fries. Fryer chứ không phải là fire. Nghe chỗ này sai chính tả. Sửa là từ fried, fried chicken. I'm sorry, french fries. French fries. Ok. Nhớ nhớ nha.
Go introduction hoặc câu key point. Go introduction nào. This feature show the fast food that teenager prefer in the USA. Go key point. In general, teenager prefer hamburger, pizza and french fry. Vậy là mình đã xong hai câu rồi. Giờ mình bắt đầu mình qua phân tích tới cái the most popular nè. Xong rồi mình sẽ đi tới the least popular. Ok, the most popular thì mình nhìn vào hình đó chính là hamburger chiếm tới 33%. Vậy mình sẽ viết câu này như thế này. Nào đây, mình viết cái từ chiếm như nào đây. Thì các em nhìn câu ví dụ đây. Hamburgers are the most popular food of all because they account for the largest proportion of the pizza at 33%. Ok, hamburger là loại thức ăn phổ biến nhất trong tất cả bởi vì chúng chiếm cái tỷ lệ phần trăm cao nhất của cái biểu đồ tròn tại 33%. Một lát sẽ có cái phần analyze cái câu này. Giờ các em chỉ coi sơ lược cái cách người ta diễn đạt như thế nào thôi. Đừng có quá căng thẳng bước này. Rồi người ta hỏi what are the three most popular fast food? The three most là hamburger nè, là pizza và french fry nè. Ok. Pizza là 26% và french fries là 22%. Vậy giờ muốn diễn đạt là pizza chiếm 26% và french fries diễn đạt chiếm 22% thì mình sẽ nói như thế nào? Thí dụ như ở câu trên của cái phần hamburger thì mình đã dùng cái từ account for 33% chiếm 33% rồi. Thì ở cái phần mà pizza và phần french fry thì mình không được dùng lại từ account for nữa. Vì mình dùng lại thì bài văn của mình sẽ bị lặp từ. Thì coi cái cách người ta diễn đạt như thế nào nha. Pizza is the second most popular and this make up 26% of the total survey. Không dùng account for thì mình sẽ dùng lại từ make up. Nó đều mang nghĩa là chiếm. Thí dụ là account for 26% hoặc là make up 26%. Còn câu này người ta không dùng account for, người ta không dùng mix up, người ta sẽ dùng là represent, ok, đại diện. Teenager also like french fries, which represent 22% of the chart. Như vậy là, ok, ngay chỗ 33% thì mình nhớ là mình dùng từ accounts for, chiếm. Ở 26% thì mình sẽ dùng chữ là mix up, cũng là chiếm. Và ngay chỗ 29% thì mình sẽ dùng cái từ là represent, có nghĩa là chiếm. Ok, ha. Giờ qua tới phần nghe thì phần nghe nó cái nào là ít phổ biến nhất thì đó chính là sushi với taco. Nhưng mà giờ mình đã dùng từ account for rồi, mình đã dùng từ mix up rồi, mình đã dùng từ represent rồi, mình không còn từ nào để mình dùng cho cái 7% với cái 3% này. Thì mình sẽ đảo cấu trúc, mình nói là thay vì mình diễn đạt ở những ý phía trước là cái này là phổ biến nhất, cái này là phổ biến nhì, hoặc là teenager cũng thích cái này, có nghĩa là sau khi mình thì cái là cái này phổ biến nhất với bao nhiêu phần trăm, cái này phổ biến nhì với bao nhiêu phần trăm, hoặc là teenager cũng thích cái này nữa nè với bao nhiêu phần trăm, thì bây giờ mình sẽ đảo cấu trúc, mình nói là bao nhiêu đó phần trăm thích cái này cho nên nó sẽ là cái ít phổ biến nhất. Đúng không? Thí dụ hồi nãy là mình đề A, vì vậy tới mình đề B, thì giờ mình lật ngược lại, mình đề B là do mình đề A. Ok ha. Vậy coi nè, nhìn vô đây. Mình coi cái phần mà taco với phần sushi thì người ta viết như nào. Only 97% of teenagers choose fried chicken and taco respectively. So they are less popular than the first three. Mình nhìn đây nha. Chỉ có 9% và 7% các bạn tuổi teen chọn fried chicken and taco respectively. Chọn fried chicken và chọn taco. Ok, fried chicken ở đây là 9%. Và taco là 7%. Mình có the respectively lần lượt. So they are the less popular in the first three. Ok, than the first three. The first three là cái này nè. Là hamburger, là pizza và french fry. Mình nói là chỉ có 7% và 9% bạn tuổi teen thích gà rán. Vì vậy cái nhóm gà rán và cái nhóm taco này nó ít phổ biến hơn ba cái nhóm đầu tiên. Còn cái thằng 3% là thằng thấp nhất. Thì mình sẽ dùng cấu trúc là the least. Okay. The least popular fast food in this survey is sushi. Only 3% of teenagers prefer this kind of food. Cái phần ít nhất trong cái survey này là sushi. Chỉ chiếm 3% các bạn tuổi teen. 3% các bạn tuổi teen thích cái kiểu thức ăn này. Ok. Rồi. Bây giờ mình đã phân tích xong cái bài P chart.
Và bây giờ mình sẽ qua tới cái bước đó chính là Learn Structure and Works from the Sample. Ok, mình sẽ phân tích cái bài sample rồi giờ mình sẽ học cái cách viết của người ta như thế nào để mình viết theo. Ok ha? Giờ nhìn vào câu introduction nè. This picture show the fast food that teenager refer in the USA. Thì cái mình đang học cái bước cơ bản thì mình cứ viết basically giống như người ta đây. Và this picture show show cái gì đó, what và where ở đâu. Ok ha? In general, teenager refer hamburgers, pizza and french fries. Mình sẽ in general, subject refer A, comma B, comma and C. Comma là dấu phẩy. À. Rồi mình nhìn qua câu này xem nè. Nhìn qua cái phần mà người ta liệt kê á, em nhìn thấy nè. The most popular, the second most popular, the least popular. Vậy các em sẽ dùng cái cấu trúc như thế nào để mình liệt kê theo thứ tự quan trọng này ha, các cách để mình liệt kê theo thứ tự quan trọng. Thì nhìn nè, các em thấy là hamburger are the most popular, rồi pizza is the second most popular. Và thay vì mình nói là sushi is the least popular, thì nó lặp lại cấu trúc của phần 1, phần 2 thấy nó phèn quá. Thì mình có thể viết là the least popular is sushi, is sushi. Ok, ha. Rồi, các em nhìn thấy cái cách mà người ta đảo cấu trúc. Thì mình đây, teenager also like, hoặc là only 9 and 7% of teenagers choose. Ok, thì đây là cái cách mà mình đang liệt kê theo thứ tự quan trọng. Đây là quan trọng nhất nè, đây là quan trọng nhì nè, và mục 4, mục 5 là cái phần không có gì đặc biệt nè, và cái mục 3 ngay chỗ này là cái phần ít quan trọng nhất nè. Được chưa? Rồi, mình sẽ học cái cách liệt kê về phần trăm. Thì như hồi nãy nó liệt kê về phần trăm thì mình dùng account for nè, dùng max cup nè, dùng represent nè, hoặc mình đảo cấu trúc lên phía trước, mình nói là chỉ có 9 hoặc 7% chọn gì đó, hoặc chỉ có 3% thích cái gì đó. Ok, thì cách 1, cách 2, cách 3 là mình sẽ nói cái việc mà chiếm tỷ lệ phần trăm đặt ra phía sau. Mình dùng account for nè, dùng max cup nè, dùng represent nè, đúng không? Các em nhìn nè, subject cộng account for cộng the largest proportion phẩy add bao nhiêu đó phần trăm, subject cộng verb phẩy and this max cup cộng cho phần trăm, subject cộng verb phẩy with represent cộng cho bao nhiêu phần trăm. Đây nè, account for, max cup và represent nó đều nằm ở mệnh đề hai, cả ba câu đều có hai mệnh đề và cái phần trăm nằm ở mệnh đề hai. Nhưng trong câu 4 và câu 5 thì nếu như đưa cái phần trăm nằm mệnh đề hai thì bài mình nó rất là phèn. Cho người ta đưa cái tỷ lệ phần trăm ra phía trước là chỉ có 3% thích cái này, chỉ có 9 và 7% thì chọn cái này. Ok, only, only mình dùng từ là choose hoặc là chữ prefer, sửa là A là từ choose hai chữ O nha, tại là nó là verb 1. Rồi cái đó là về cách liệt kê phần trăm. Còn mình đang nói về cấu trúc nói giữa phần liệt kê và phần trăm thì các em chú ý dấu phẩy nè, because bởi vì at 33% là hamburger là phổ biến nhất bởi vì nó chiếm cái tỷ trọng cao nhất là 33%. Rồi pizza là cái phổ biến thứ hai và nó chiếm 26%. Rồi teenager cũng thích french fry cái mà đại diện cho 22%. Đây, chỉ có 9 và 7% chọn cái gì đó lần lượt. Vì vậy, nó là rồi cái ít phổ biến nhất là chỉ có bao nhiêu phần trăm. Thì các em hãy chú ý vào cái phần màu đỏ. Và có một từ mới cái học ngay chỗ này đó chính là respectfully, lần lượt là. Ok ha. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang paraphrasing the structure. Mình sẽ học cái cách mà paraphrase cái cấu trúc. Thí dụ giờ các em thầy lấy một cái câu ví dụ mẫu ngay chỗ này. Hamburger are the most popular food of all because they account for the largest proportion of pizza at 33%. Thì các em sẽ dùng cái cấu trúc ngay chỗ này nè. And this makes up which represent so they are the most the least. Thì có những cách viết như này, this makes up các em viết nè. Thầy viết y chang là hamburger are the most popular food of all. Thay vì viết because they account for gì đó, thầy sẽ viết là and this makes up 33% of the pizza. Ok ha. Rồi tới cách dùng của cấu trúc which represent nè. Hamburgers are the most popular food of all, which represent 33% of the total survey. Rồi tới cách dùng của so they are the most, the least nè. Okay, up to 33% of teenagers prefer hamburger. So they are the most popular food of the chart. Okay, trong slide này thầy có giới thiệu thêm cho các em nè.
of the P-chart. Ok, nếu như câu 2 lặp lại of the P-chart thì what say? Mình sẽ dùng là of the total survey. Nhưng mà qua tới câu 3 mình bí từ rồi, mình hết từ để viết rồi. Thì thay vì viết lại là of the total survey, of the P-chart thì mình chỉ ghi là of the chart mà thôi. Hiểu chưa? Ha. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của các em là câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. 4 câu ở đây, các em sẽ viết lại 4 câu đó dùng theo cấu trúc giống như cái ở slide phía trước. Ok, như vậy là thầy đã giới thiệu cho các em basic step to write a P-chart. Đầu tiên là các em phải viết introduction. Thứ hai, phải có một cái câu key point, một cái câu nhận định tổng quát. Và thứ ba là mình sẽ phân tích cái biểu đồ from the most to the least important. Ok, từ thứ tự quan trọng nhất cho tới thứ tự kém quan trọng nhất. Và khi phân tích mình phải paraphrase the structure. Vậy ha, như vậy là cái bài đại học mà giới thiệu các em cái cách nào để viết được một cái P-chart. Thế đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong các bài học sau nha.